Ồ thế sao vận động viên bóng chuyền lại phải tính đạo hàm thế này? Em chào anh. Em phải tính đạo hàm bởi vì là trong cái chương trình học ấy thì là em có môn toán cao cấp. À, toán cao cấp ạ. Vâng, và em tính đạo hàm thì để như là để giải những bài toán khác như kiểu là tìm cực trị hoặc là sau đấy thì em có thể là vẽ đồ thị của hàm số Đấy, tức là nữa. không chỉ tính đạo hàm mà còn biết được ý nghĩa của đạo hàm dùng làm gì đúng không? Thế thì anh thấy là em học rất là nhập tâm đấy và anh cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là tại sao một vận động viên bóng chuyền lại phải học toán cao cấp như này, rất nhiều những thứ ở trong này từ đạo hàm cho đến ma trận rồi định thức rồi kể cả ánh xạ rất nhiều thứ mà anh nghĩ là có khi là phải học chuyên tự nhiên thì mới phải học những cái dạng toán như này. Em có thể chia sẻ thêm với khán giả được không? Bởi vì anh rất là tò mò. Khi mà được được học cái môn này thì em cảm thấy là đầu óc mình rất là linh hoạt. Thế là mình thấy là mình thông minh hơn đúng không? Và thực sự là anh ngưỡng mộ đấy, bởi vì vận động viên mà vào được đầu rồi làm được bài thi rồi qua được các bài kiểm tra, làm được các bài tập về những toán cao cấp như thế này thì anh thực sự là ngưỡng mộ và khâm phục. Bởi vì là anh cũng học chuyên toán, anh biết cái khó của nó. Thế thì cái chương trình này ngoài môn toán ra thì Hoài phải học những môn gì ở trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội? Hiện tại chuyên ngành của bọn em là đang là quản trị kinh doanh, cụ thể là quản trị kinh doanh thể thao. Đây là một chương trình của Viện Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội mở ra để mà giúp cho các vận động viên có được cái chương trình học và một cái hướng đi mới sau khi giải nghệ. Vậy là anh có thể hiểu là trong cái hướng đi của em là cũng có một cái hướng đi là chuyển sang một lĩnh vực khác chứ chưa hẳn là sẽ theo nghiệp huấn luyện viên sau khi giải nghệ đúng không? Cho nên em mới theo học chương trình này. Dạ vâng. Và anh biết là không chỉ là em đâu mà có khá nhiều các vận động viên của thể thao Việt Nam, những vận động viên đỉnh cao đang theo học cái chương trình này. Vâng. Thì em thấy rằng là cái việc học như thế nó có vất vả quá không? Các bạn ở trong lớp em thì cũng một nửa là các vận động viên chuyên nghiệp và một nửa là những các bạn gọi là tài năng thể thao ở ở bên ngoài thì cũng chia sẻ với nhau là cũng khó khăn đấy. Thế nhưng mà bây giờ để mà muốn có được những cái thành công nhất định của sau này ngoài cái thể thao ra thì thôi cố gắng bảo ban nhau vượt qua những cái khó khăn này cùng nhau để mà có những cái tương lai nó sáng lạng hơn. Qua đây thì em cũng muốn được truyền tải gọi là lan tỏa đến với các vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam nói riêng và tất cả các tài năng thể thao trên khắp cả nước. Các bạn nên khám phá bản thân và tìm ra được một cái tài lẻ của mình để làm mà theo học từ sau này khi mà giải nghệ ấy, thì các bạn sẽ có được những cái hướng đi mới. Một lần nữa xin được chúc Thu Hoài thành công với con đường rất là ý nghĩa mà bạn đã lựa chọn.